Thú vị, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình văn hóa, nơi lưu giữ hàng ngàn tài liệu, hiện vật gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chương trình thời sự tối nay mời quý vị cùng tìm hiểu kỹ hơn về nơi lưu giữ giá trị lịch sử đầy ý nghĩa này. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình có kiến trúc hiện đại, hình dáng bên ngoài được thiết kế là hình chiếc mũ nang phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Phần trưng bày được bố trí ở tầng 1 của bảo tàng với diện tích rộng 1.250 m², với gần 1.000 tài liệu, hiện vật, ảnh, bản đồ, được đánh giá là một trưng bày hiện đại, được tổ chức khoa học và mỹ thuật với sự hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Tại bảo tàng tôi thấy là tất cả những cái vật lưu niệm của bảo tàng tôi thấy rất đầy đủ, kể cả cái lịch sử từ khi mà Hồ Chủ tịch là ra sắc lệnh để chuẩn bị chiến dịch cho đến khi giải phóng 7 tháng 5 năm 1954. Những cái vũ khí rất thô sơ mà chiến thắng những cái kẻ mà xâm lược cực kỳ hiện đại về mặt vũ khí. Điểm nhấn của bảo tàng là bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh lớn nhất Đông Nam Á và là một trong 3 bức tranh lớn nhất trên thế giới. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan với 4.500 nhân vật cùng phong cảnh núi rừng. Tất cả đã tái hiện một cách trọn vẹn, liền mạch các trận đánh tiêu biểu theo diễn biến của chiến dịch Điện Biên, tạo cho người xem một góc nhìn đầy đủ, trực quan và sinh động, kết hợp với âm nhạc hùng tráng. Cái bức tranh của chiến dịch Điện Phủ này thì mình đã nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy, nhớ lại được anh em hy sinh, anh em đồng chí đồng đội hy sinh mới có cái ngày hôm nay. Chúng tôi lại càng tự hào là anh em, các đồng chí đã hy sinh xương máu mà giành giật lại cái đất nước này, giành nhận lại cái mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ này là rất là hào hùng. Ngoài việc chú trọng công tác sưu tầm, lưu giữ, phát huy giá trị tài liệu hiện vật, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế. Trong đó đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên tại bảo tàng. Để kỷ niệm cho 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bản thân tôi cũng như là các hướng dẫn viên của Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, về kỹ năng cũng như là những quá trình mà nắm bắt tâm lý của các du khách để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của du khách. Tập trung quan tâm vào đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên. Ngoài ra thì các công tác chuyên môn khác như là sưu tầm, kiểm kê, bảo quản cũng được tiến hành đồng thời để bổ sung những cái tài liệu hiện vật gốc, những câu chuyện rất là sinh động vào hệ thống trưng bày. Từ đó thì hướng dẫn viên, thuyết minh viên có thể xây dựng thành những cái câu chuyện truyền tải đến du khách một cách tốt nhất và sinh động nhất. Là kho tàng lưu giữ những hình ảnh chân thực sống động về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thực sự đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn, không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên. Đây cũng là điểm nhấn để tỉnh Điện Biên đưa du lịch lịch sử thành ngành kinh tế mũi nhọn.